Vương Phi có ý gì? Từ xưa đến nay ta chưa từng nghe thấy nói lấy tim người làm quà mừng thọ. Vân tướng xin đừng tức giận, quả tim này không phải loại bình thường. Dùng quả tim này làm thuốc dẫn có thể cứu sống người chết, chống lại đau đớn do các loại độc gây ra. Hơn nữa, ta nghe nói từng có người dùng tim người làm thuốc dẫn cho Vân Tuyền cô nương, cho nên phải phiền Vân Tuyền cô nương xem giúp xem. Quả tim này có thật sự hiệu quả thần kỳ như vậy không? Chuyện gì vậy? Sao cô ta biết? Cô đang nói gì vậy? Bệnh của ta chẳng phải nhờ thái y chữa khỏi sao? Ta không biết Vương Phi ăn nói hồ đồ gì nữa. Hơn nữa, quà mừng thọ của Vương Phi lai lịch không rõ ràng, tim người đâu phải tùy tiện lấy đi chứ. Lẽ nào Vương Phi lại to gan lớn mật đến nỗi moi tim gan của người khác, ngũ đệ dung túng cho Vương Phi cũng sẽ mang trọng tội? Vậy thì đừng trách bổn vương không nể tình huynh đệ nhé. Từ đầu đến cuối ta chưa nói từng nói đây là tim người. Quả tim này là ta lấy từ bụng một con rùa già dành để tặng riêng cho Vân tướng làm quà mừng thọ. Ta đâu có ác ý gì đâu nhỉ? Đây là Ly Nhi, đây là quà mừng thọ mà con đã tặng cho Vân tướng sao? Cha đừng hiểu lầm, món quà này là trái tim của thần quy ngàn năm. Nữ nhi cố ý chọn vật này để cung chúc Vân tướng trường mệnh bách tuế. Ly Nhi là một thứ nữ không được sủng ái, bình thường rất ít khi gặp mặt Lãnh Thiệu. Hôm nay lại náo loạn một trận như vậy trước mặt người khác, còn cố ý thân mật với Lãnh Thiệu. Chẳng lẽ là vì muốn mọi người nghĩ rằng ta được Lãnh Thiệu tương trợ sao? Tim rùa, vậy thì con quá vất vả rồi, vi phu vừa rồi đã trách nhầm con rồi. Lãnh Ly này bình thường ở nhà không có chủ kiến, nhưng hôm nay giống như đã biến thành người khác vậy. Lãnh Thiệu từ khi nào cha con thân thiết với Lãnh Ly như vậy? Nếu như thế chẳng phải Hách Liên Hiên được Lãnh Thiệu chống lưng rồi sao? Xem ra ý định lôi kéo Lãnh Thiệu không thành rồi. Ồ, Ly Nhi, lồng ngực của ta đau quá. Vân tướng, bệnh cũ của vương gia nhà ta lại tái phát rồi, e rằng sức khỏe không ổn, lượng thứ cho chúng ta không thể tiếp tục chúc thọ vân tướng được, phải quay về trước. Chờ đã. Ngũ đệ vẫn luôn khỏe mạnh, sao hôm nay bệnh cũ lại tái phát chứ? Vương gia nhà ta, tại sao lại tái phát bệnh cũ? Tam vương gia chẳng lẽ không biết rõ sao? Chẳng lẽ một cú đạp của Hách Liên Sở khiến hắn ta phát bệnh sao? Vừa rồi chàng giả vờ rất giống thật. Ta bị Ly Nhi phát hiện ra rồi. Ly Nhi thật thông minh. Ta không thích chỗ đó, Ly Nhi cũng không thích đúng không? Nếu còn không rời đi, không biết Tam Hoàng Huynh sẽ lại sỉ nhục ta thế nào nữa. Đúng rồi, Ly Nhi, hay là hôm nay chúng ta đừng hồi phủ, đến Túy Lầu dùng bữa được không? Ly Nhi, nàng muốn ăn món gì? Món nổi tiếng nhất ở đây là... Cẩu nô tài không nhìn xem ta là ai sao? Tiểu nhân có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, lập tức chuẩn bị chỗ tốt nhất cho ngài. Đây là... Chỉ là loại nô tài tiện nhân còn mộng tưởng ngồi cùng bàn với ta.
Ngay cả pha trà cũng không xong, ngươi là phế vật sao? Nghe nói Ngũ Vương gia đó là một kẻ ngốc, hai người đúng là xứng đôi. Ha, ta nhớ ra rồi. Đây chẳng phải là trưởng huynh, trưởng tỷ của ta sao? Ngay cả ta là ai mà ngươi cũng không biết. Tiểu nhân, con mắt hạn hẹp. Ồ, đây chẳng phải là Ngũ Vương Phi sao? Đúng là trùng hợp thật. Mấy ngày không gặp, xem ra muội muội ở Phương Phủ sống rất tốt, lại còn nhàn nhã cùng vương gia đến túy lầu dùng cơm, trước đây còn chẳng dám bước chân ra khỏi cửa. Nếu đã gặp mặt rồi, vậy thì vừa hay ta sẽ đòi lại công bằng cho Lãnh Ly. Ta ở Vương Phủ có tự tại thế nào thì cũng không bằng tỷ tỷ tác oai tác quái trong Lãnh Phủ, vui sống nhờ vào việc ỷ thế bắt chẹt người khác. Hôm nay cũng là ngày thọ yến của Vân Phủ, lúc nãy ta vừa mới đi từ Vân Phủ ra đây, nhưng lại không nhìn thấy tỷ tỷ và đại ca đâu cả. Hay là phụ thân không thích đưa hai người ra ngoài sợ mất mặt? Ngươi, Lãnh Ly, lúc ở Vương Phủ ta không giải quyết ngươi. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học. Ly Nhi, đau quá, mắt của ta. Ca, huynh sao rồi? Lãnh Ly, ngươi dám mưu hại đại ca của mình, ta phải nói với cha để cha trị tội ngươi. Là hắn muốn lấy mạng ta trước, ta chỉ hủy hai mắt của hắn đã là nhân từ lắm rồi. Sau này còn dám động đến một sợi tóc của ta, ta sẽ bắt hắn lấy mạng để đền. Xem ra vương phi của ta quả thật biết sử dụng độc, hơn nữa còn là cao thủ. Quá độc ác rồi, hủy đôi mắt sẽ đau đớn thế nào chứ. Không ngờ tứ tiểu thư của Lãnh Phủ lại lợi hại như vậy. Cô ta thế này là sao vậy? Lúc trước đâu dám đánh trả. Lãnh Ly, ngươi đợi đấy, đợi ta về sẽ bảo cha xử lý kẻ tiểu tiện nhân như nhà ngươi. Ca, chúng ta về thôi. Chuyện hôm nay đã truyền ra ngoài, chỉ sợ Lãnh Thiệu không mấy mà tìm mình tính sổ, không biết còn phải trải qua bao nhiêu biến cố nữa. Đến lúc đó ta nên... Giải quyết xong kẻ đáng ghét rồi, Ly Nhi, chúng ta có thể yên tâm dùng cơm rồi. Hiện tại chỉ có người này là tuyệt đối sẽ không làm hại ta thôi. Được, chúng ta lên lầu thôi. Bỏ đi, đã quyết tâm không bước vào vết xe đổ kiếp trước, bây giờ còn có gì để đáng sợ chứ? Khởi bẩm Vương Phi, Phủ tướng quân phái người đến nói muốn người về nhà một chuyến. Nghe nói Vương Phi đã làm mù mắt của ca ca mình, đáng sợ quá đi. Ta biết rồi, dặn người chuẩn bị xe ngựa cho ta. Chuyện đã đến nước này, không tránh né được nữa. Ai có thể ngờ tới Lãnh Ly hiện tại đã không còn là Lãnh Ly nữa chứ. Nói cho cùng, nơi đây đối với ta cũng không khác gì một ngôi nhà ở bên đường cả. Lãnh Ly, sao con lại tàn độc ngang ngược như vậy? Lại dám ra tay với ca ca của mình, đã biết tội của mình chưa? Sao cha không hỏi con vì sao con lại ra tay với huynh ấy? Hôm qua, tại túy lầu đại ca định hãm hại con trước. Con không lấy mạng huynh ấy đã là niệm tình thân. Chỉ hủy đi hai mắt coi như quá nhân nghĩa rồi. Có tội gì chứ?
Sao con lại trở thành người tâm dạ độc ác như vậy? Ha ha ha, Lãnh Phong, Lãnh Dương, Linh là con của cha, còn Lãnh Ly ta thì không phải sao? Họ chửi mắng, lăng nhục ta, cha đều biết rõ nhưng chưa từng trừng phạt bọn họ. Tuyền Nhi ngoan quá, hôm nay đã biết đọc thơ rồi đấy. Tiểu thư rất thông minh lanh lợi, ai cũng thích. Lãnh Phong được kế thừa gia nghiệp, Lãnh Dương Linh được yêu thương như vậy, còn con thì sao? Chỉ là một đứa bỏ đi, bị bắt ép thành thân. Lão gia, nhị tiểu thư đã mất tích hơn tháng rồi, có cần phái người không? Cần, nó ở trong phủ chỉ khiến ta bị chê cười thôi. Suy cho cùng, các người chưa bao giờ xem ta là con gái. Con quả thực ta chưa từng quan tâm đến Ly Nhi, nhưng nếu không giáo huấn nó chuyện hủy đôi mắt thì còn ai trong lãnh phủ phục tùng được nữa chứ? Chuyện này nếu Phong Nhi làm sai, ta nhất định sẽ xử lý. Nhưng việc con hủy đi đôi mắt của nó, bằng chứng đã rất rõ ràng. Chỉ cần con nhận tội, ta nhất định có thể tha cho con. Hừ, con vô tội, tại sao phải nhận tội? Chẳng lẽ đường đường là tướng quân trấn quốc của Diêm Đại Quốc lại muốn vu oan giá họa cho con gái ruột của mình hay sao? Con có biết con đang nói chuyện với ai không hử? Cha là phụ thân của con nên con mới luôn nhẫn nhịn. Nếu cha cảm thấy nữ nhi này quá mất mặt thì có thể đuổi con ra khỏi lãnh phủ. Từ nay về sau, con và lãnh phủ không còn liên quan gì nữa. Khốn kiếp, ngươi dám hỗn xược như vậy, đúng là chết cũng không tiếc. Con nghĩ cha đã quên rồi. Trước đây con không dám cãi lại, nhưng bây giờ con đã là vương phi của Diên quốc rồi. Lãnh tướng quân muốn ban chết cho con, e rằng vẫn chưa được tư cách đó. Ngũ vương phủ. Ngươi nói gì? Sáng nay, sau khi vương phi xuất phủ, không lâu, phủ Tam vương gia liền phái người đến mời vương gia đến Yên Hồng Các dự tiệc, nói là lo lắng bệnh cũ của vương gia tái phát. Thăm bệnh lại không đến vương phủ, sợ rằng không có ý tốt. Yên Hồng Các là thanh lâu lớn nhất của kinh thành, Hách Liên Trần mở tiệc vào đó nhất định có âm mưu. Người đâu, chuẩn bị xe, ta phải lập tức đến đó. Đại gia, đến đây chơi đi, lên đây nào. Ngũ ca, uống lưu rượu này, huynh có thể sống như thần tiên vậy, ha ha ha. Hử, ngươi là ai, chỗ này không thể tùy tiện xông vào. Hách Liên Hiên. Sao cô ta lại ở đây? Ly Nhi. Đại nhân, ngài lâu lắm chưa đến tìm tiểu nữ rồi. Chẳng phải ta đã đến rồi sao? Ngũ ca, sao lại cách xa như vậy? Hay là hôm nay không có vương phi bên cạnh nên nhát gan rồi? Cái đó, Ly Nhi còn ở nhà đợi ta, ta muốn hồi phủ trước. Ấy, Ngũ đệ, đừng nóng vội, kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi mà. Gọi cô ta vào. Thanh Ảnh tham kiến Tam vương gia. Thanh Ảnh, hôm nay phải hầu hạ Ngũ đệ cho tốt đó. Nói không chừng sau hôm nay Ngũ đệ ta còn phong nàng làm thiếp nữa đấy. Không, không được, Ly Nhi sẽ tức giận đó. Ngũ ca, uống xong lưu rượu này, huynh có thể trở về bên cạnh Ly Nhi của huynh rồi. Nhưng ta không biết uống rượu. Chắc chắn bọn chúng đã bỏ gì đó vào trong lưu rượu này.
Lề mề quá, là do đệ tự chuốc lấy nhé. Đưa rượu qua đây cho ta. Giữ chặt hắn vào. Tam ca, các huynh muốn làm gì? Hách Liên Hiên. Là mùi của Hợp Hoan Tán. Hai vị vương gia là hoàng duệ của Diên Quốc mà lại dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy sao? Đặt xuống. Hả? Vương Phi chê cười rồi, chúng ta chỉ đang chơi hành tiểu lệnh mà thôi. Không biết thủ đoạn bỏ thuốc mà Vương Phi nói ở đâu ra. Đúng đúng, chính là tiểu lệnh. Chỉ là tại ngũ đệ thua nên mới uống nhiều hơn mấy ly thôi. Lại còn háo sắc bảo chúng ta gọi người đẹp của Yên Hồng Các tới đây. Tất cả đều do ngũ ca muốn đấy. Liên quan gì đến chúng ta chứ? Ngũ tẩu đừng có ngậm máu phun người. Hai tên khốn này bỏ thuốc đều mạnh quá. Nếu không dùng nội lực áp chế, chỉ sợ phải diễn hoạt sân cung trước mặt chúng rồi. Nếu như vậy, mời hai vị vương gia uống hết tần bộ số rượu trên bàn, ta sẽ lập tức tạ tội thế nào? Bổn vương hôm nay không khỏe nên không uống được rượu, ta xin cáo lui trước, không hầu vương phi làm loạn ở đây được rồi. Chờ đã. Ngươi là do ai gọi đến? Là Tam vương gia gọi nô tỳ đến, nô tỳ cũng không biết phải làm gì. Ba vị vương gia nói là đến thăm bệnh, nhưng lại dốc lòng bày tiệc tại thanh lầu, trông rượu lại cho Hợp Hoan Tán để lừa vương gia nhà ta uống, rồi lại điều kỹ nữ Yên Hồng Các đến. Ta đoán các người còn phái người đến ngự sử đài báo quan rồi phải không? Ngày mai ngự sử sẽ tấu lên hoàng thượng rằng vương gia nhà ta tụ tập, dâm loạn. À, tiện nhân này đoán thật không sai chút nào. Ngài nói xem ta đoán có đúng không Tam vương gia? Ồ, ha ha ha, Ly Nhi, cơ thể ta khó chịu quá, nóng quá. Cho dù thế nào cũng không thể để chàng ấy phát tác ở đây được. Chúng ta đi thôi. Đợi đã, ngươi muốn đưa hắn đi đâu? Chàng ấy là phu quân của ta, đương nhiên là đưa chàng ấy về phủ. Nhưng mà... lui xuống. Chuyện gì vậy? Chủ nhân, ngài không trúng độc sao? Dừng lại. Tam vương gia, có câu này không biết ngài đã nghe chưa? Gậy ông đập lưng ông. Chuyện hôm nay, ngày khác ta sẽ trả lại gấp bội. Lãnh Ly, ngươi biết mình đang nói gì không? Ta biết. Ta luôn biết rõ ta trở lại để làm gì. Ừ. Cố chịu thêm chút nữa, chúng ta về phủ ngay đây. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Hách Liên Trần, bây giờ hỏi ta là ai e là đã muộn rồi. Kế hoạch phục thù của ta đã bắt đầu rồi. Ừ. Chàng đang làm gì vậy? Ly Nhi, ta khó chịu quá. Lẽ nào phải dương mắt nhìn chàng ấy đau khổ như vậy sao? Chàng ấy là người duy nhất cho ta cảm giác ấm áp ở kiếp này. Đừng cắn nữa.
Thình thịch. Ly Nhi. Sao nhịp tim mình lại đập nhanh đến như vậy? Cảm giác này lạ lẫm như vậy, khiến người ta cảm thấy giống mình nữa. Ly Nhi. Ta muốn nàng.